với chiều cao 1m68, 25 tuổi. Trong khi Cao Văn Nguyên có chiều cao là 1m66 thì Ariel Puton, đối thủ anh ở trong đấu này, có chiều cao là 1m68. Ariel Puton, võ sĩ đến từ Philippines, cũng 25 tuổi, và võ sĩ của Philippines Ariel Puton ở trong sự thi đấu chuyên nghiệp của mình đã thi đấu 5 trận, và đáng chú ý là cả 5 trận đó anh đều giành chiến thắng với các kết quả bằng knockout. 5 trận toàn thắng đều bằng knockout, đó là một kết quả và nó là rất ấn tượng của võ sĩ đến từ Philippines. Người sẽ thi đấu ở góc đài xanh trong cuộc đấu này. Chúng ta đến với hiệp thi đấu đầu tiên. Trong trận này thì cai võ sĩ Ariel Puton và Cao Văn Nguyên đều là những võ sĩ đứng thủ theo thế truyền thống của môn boxing, chân trái trước chân phải sau. Rồi là những đòn tay trái rất tốt của Cao Văn Nguyên. Đòn tay phải rất tốt của võ sĩ ở góc đài đỏ. Vừa rồi thì Ariel Puton đã thực hiện đòn tay số 1 để mang mục đích thăm dò đối thủ, nhưng Cao Nguyên đã có sự đáp trả với cú đấm tay phải, đòn đấm thẳng, đòn tay số 2 rất tốt đi trúng vào mặt của đối thủ. Và lúc này thì cai võ sĩ vẫn đang tỏ ra tương đối thận trọng, nhưng ở trong phút thi đấu đầu tiên vừa qua thì Cao Văn Nguyên là võ sĩ đã có được những đòn tấn công tốt hơn, hiệu quả hơn. Dù là các võ sĩ đấu ở hạng cân nhẹ, hạng cân lightweight, nhưng Ariel Puton và Cao Văn Nguyên vào lúc này đều đang thi đấu tương đối chắc đòn, chậm rãi. Mỗi đợt tấn công đều là những đòn đánh chắc tay, không thực hiện những đòn tấn công theo kiểu liên tục, đánh hàng loạt đòn, đánh các series đòn liên tiếp. Rất chắc chắn và chờ đợi tìm kiếm những cơ hội thực sự rõ rệt rồi mới tung đòn. Và những bước di chuyển tốt của anh đang gây nhiều khó khăn cho Ariel Puton. Cả võ sĩ đều cho thấy họ có những đòn tay rất nhanh. Tuy nhiên cho lúc này thì các đòn tay của Cao Văn Nguyên, đặc biệt là cái đòn tay phải, đang tỏ ra hiệu quả hơn so với những đòn tấn công của Ariel Puton. Hai đòn tay trái chính xác của võ sĩ góc đài đỏ. Đầu tiên đã bước vào 10 giây cuối cùng. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc. Tôi thấy hiệp thứ nhất là một đấu mà Ariel Puton võ sĩ đang trong chúng ta đã đấu không thật sự tốt so với đối thủ võ sĩ Cao Văn Nguyên, người đang ở trên màn hình lúc này. So với Ariel Puton thì Cao Văn Nguyên có những đòn tấn công hiệu quả hơn. Và đó là những trận đấu đáng chú ý của hai võ sĩ ở trong trận đầu tiên vừa rồi. Cả hai võ sĩ đều tung ra khá toàn. Tuy nhiên mà các đòn tay, đặc biệt là tay phải của Cao Văn Nguyên, tỏ ra hiệu quả và chính xác.
Nam Bộ ở trong đội đầu tiên gặp đã có một đoàn thầy số 2 thì đúng một mặt của Ariel Puton ở thời điểm mà Puton vẫn còn đang chiếu là thăm dò đối thủ của mình. Chúng ta cũng thấy thì đối với các bác sĩ, nếu như họ thuận tay phải thì khi bước lên sàn đấu, đứng thủ sẽ là thủ chân trái trước, và các võ sĩ ở trong đấu này đều là những võ sĩ thuận tay phải. Điều mà các đòn tay phải còn đều là những đòn tấn công tốt nhất, nhanh nhất và mạnh nhất của họ. Đấu thứ hai đã được bắt đầu. Puton đang tích cực tấn công hơn so với đấu đầu tiên. Võ sĩ của Philippines đang sử dụng rất nhiều những đòn tay bằng tay trái, nhưng mà rồi lại là một đòn tay số 2 chính xác nữa của Cao Văn Nguyên đi trúng vào mặt của Ariel Puton. Cái tay phải của võ sĩ áo đỏ được thực hiện rất nhanh, tốc độ cao và thưởng tung đòn cũng là rất hợp lý. Tay tốt của Ariel Puton. Rồi thì võ sĩ ở góc đội xanh đã thực hiện những đòn số 1 để làm động tác giả, và sau đó thì tung cái đòn tay phải đánh vào vùng mạng sườn của Cao Văn Nguyên. Một tấn công tốt của Ariel Puton. So với ở trong hiệp đấu đầu tiên thì bước vào hiệp đấu thứ hai này, võ sĩ của Philippines đã thi đấu tốt hơn. Những bước di chuyển của anh cũng đang hợp lý hơn, hiệu quả hơn so với hiệp đấu đầu tiên. Và võ sĩ của Philippines cũng đã chủ động tấn công nhiều hơn ở trong hiệp đấu này. Đặc biệt là sự phối hợp các đòn tay trái và tay phải nối với nhau, không thực hiện những đòn đánh đơn lẻ giống như ở trong hiệp đấu thứ nhất nữa. Vậy là lúc này thì trọng tài đang cho trận đấu được tạm dừng khi mà dây buộc găng tay của Cao Văn Nguyên đã bị tuột ra, và anh cần đến sự hỗ trợ từ phía đội ngũ kỹ thuật của mình để thắt chặt lại cái găng ở tay phải. Các trận đấu tại giải boxing giao hữu quốc tế Victoria diễn ra theo thể thức thi đấu chuyên nghiệp, và vì vậy chúng ta thấy các võ sĩ bước lên sàn đấu chỉ với găng tay, không có nón bảo hộ. Bước vào hiệp đấu thứ hai này thì Ariel Puton đang thực hiện rất nhiều những đòn tấn công nhắm vào vùng mạng sườn của Cao Văn Nguyên. Võ sĩ người Philippines nhận thấy tay của Cao Văn Nguyên rõ ràng là đã thủ rất cao để che vùng mặt và phần nào đó để lộ hai bên hông. Vậy mà cái đòn tay của Ariel Puton, đặc biệt là tay phải, đã rất nhiều lần đi vào vùng mạng sườn của Cao Văn Nguyên. Lúc này thì Cao Văn Nguyên đang bị đẩy phải tựa lưng vào dây đài. Đấu thứ hai này đang trở nên hấp dẫn hơn so với hiệp đấu đầu tiên, khi mà các võ sĩ đều chủ động tấn công nhiều hơn. Đòn tay của Ariel Puton một lần nữa vừa rồi đã đi vào bụng của Cao Văn Nguyên, nhưng sau đó là một đòn tay phải đáp trả chính xác của Cao Văn Nguyên với cú đấm tay phải trúng vào mặt của đối thủ. Và lúc này thì hiệp đấu thứ hai cũng đã kết thúc. Nếu như chúng ta nói về ưu thế thì ở đầu là hiệp đấu đầu tiên, ưu thế có phần nghiêng một chút về phía võ sĩ ở góc đỏ Cao Văn Nguyên. Và bước vào hiệp đấu thứ hai vừa rồi thì ưu thế đã trở nên cân bằng hơn, khi mà cả võ sĩ đều tích cực tấn công đối thủ của mình và cả hai đều tung ra được những đòn tấn công chính xác. So với đối thủ của mình thì Ariel Puton đã thực hiện được khá nhiều những đòn tấn công, đặc biệt là bằng tay phải đi vào vùng mạng sườn và hai bên hông của Cao Văn Nguyên. Nhưng võ sĩ góc đỏ người đang ở trên hình của chúng ta lại có những đòn tay phải ở trong đấu đầu tiên là một lần, và ở trong đấu thứ hai là hai lần có đòn tay phải, đòn số 2 thì trúng vào mặt của đối thủ.
bước vào hiệp đấu thứ ba. Các trận đấu theo hình thức boxing nghiệp dư thì chỉ thi đấu trong vòng 3 hiệp. Các trận đấu tại Việt Nam cũng thi đấu theo hình thức nghiệp dư và bán chuyên thì cũng chỉ diễn ra trong vòng 3 hiệp. Vì vậy mà đối với các võ sĩ Việt Nam tham dự vào giải boxing và giải quốc tế Victory A này thì họ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về mặt thể lực, về cảm giác thi đấu và nhịp điệu thi đấu khi mặt trận đấu diễn ra trong vòng 4 hiệp và 6 hiệp. Lúc này thì Ariel Puton đang bắt đầu chiếm được ưu thế trên trận đấu khi có những bước di chuyển tốt phối hợp với những đòn tay cả tay trái và tay phải để dùng ép Cao Văn Nguyên. Cao Văn Nguyên sau hai đấu đầu tiên thì bước vào đấu thứ ba này không có nhiều sự thay đổi về cách đánh, anh vẫn dựa nhiều vào đòn tay số 2, đòn tay phải của chọc và thẳng tay phải nhắm vào vùng mặt của đối phương. Nhưng Ariel Puton rõ ràng là vào lúc này đã cảnh giác hơn rất nhiều trước những đòn số 2 của đối thủ. Và vì vậy mà những đòn tay của Cao Văn Nguyên, đặc biệt là tay phải đó vào lúc này ở trong đấu thứ ba thì chúng ta thấy không còn tạo ra được quá nhiều áp lực đối với Ariel Puton. Vừa rồi là một đòn tay trái chính xác của Cao Văn Nguyên đi trúng mặt của Ariel Puton. Võ sĩ ở góc này đỏ cũng đã bắt đầu có những sự thay đổi về cái đánh. Cao Văn Nguyên cũng đã bắt đầu sử dụng tay trái nhiều hơn. Lại một đòn tay trái chính xác nữa của võ sĩ gốc đài đỏ. Ariel Puton ở trong những tình huống áp sát để tấn công vào đối thủ thì thường tay của anh lại hạ xuống hơi thấp, và Cao Văn Nguyên đã tận dụng rất tốt điều đó để có những đòn tấn công chính xác vào vùng mặt của đối phương. Tuy nhiên vào lúc này thì ở thời điểm cuối của hiệp đấu thứ ba thì thấy xét về mặt thể lực thì Ariel Puton đang tỏ ra nhỉnh hơn so với võ sĩ Cao Văn Nguyên của Việt Nam. Đấu thứ ba đã bước vào 10 giây cuối cùng. Vậy là hiệp thứ ba đã kết thúc với một đòn tay chính xác của Cao Văn Nguyên ngay thời điểm giây cuối cùng của đấu thứ ba. Trận đấu ở hạng lightweight giữa Cao Văn Nguyên võ sĩ gốc đài đỏ và Ariel Puton võ sĩ gốc đài xanh. Xét về cách thi đấu thì võ sĩ gốc đài đỏ Cao Văn Nguyên vẫn chủ yếu là dựa vào tốc độ và sức mạnh của các đòn tay số 2, trong khi Ariel Puton thì sử dụng những series đòn phối hợp cả hai tay để tấn công về phía đối thủ của mình. Cao Văn Nguyên vẫn đang chọn cái đánh chắc đòn. Mỗi lần tung đòn đều được tung lực rất mạnh.
Đối với các võ sĩ thi đấu tại Việt Nam thì rõ ràng là họ vốn đã quen với những trận đấu kéo dài 3 hiệp và những cái đấu thể thức chuyên nghiệp như thế này, kéo dài thêm một hiệp, kéo dài thêm chỉ 3 phút nghe thì có vẻ ngắn, nhưng đó thực sự một khoảng thời gian rất dài đối với các võ sĩ. Lại bộ đồ tay phải rất tốt nữa của Cao Văn Nguyên, nhưng đáng tiếc bộ đồ thì đòn tay số 2 đó chỉ đi sượt qua mặt của Ariel Puton. Vừa rồi là một đòn tay trái chính xác của võ sĩ góc đại đỏ. Anh đang rất nỗ lực để phản công khi mà đang bị Ariel Puton dồn vào góc đài. Những diễn biến trên sàn đấu thì rõ ràng là võ sĩ của Philippines đang nhỉnh hơn đối thủ của mình về mặt thể lực, nhưng Cao Văn Nguyên vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực, vẫn sẵn sàng để tung ra những đòn tấn công đáp trả đối thủ. Đang bị đối thủ đẩy dựa lưng vào dây đài. Đòn tấn công của Ariel Puton, chúng ta cũng thấy Cao Văn Nguyên đã có được những pha phản đòn rất hay. Ưu thế tấn công của trận đấu đang nghiêng về phía Ariel Puton. Võ sĩ Philippines đang liên tục đẩy đối thủ mình phải tựa lưng vào dây đài, nhưng Cao Văn Nguyên vẫn đang có những tình huống nỗ lực để đáp trả và đang có những đòn tấn công rất tốt, những pha phản đòn, đặc biệt là đòn tay phải chính xác và hiệu quả. Vừa rồi lại là một đòn tấn công chính xác nữa của Cao Văn Nguyên, đó là đòn tấn công bằng tay trái của anh. Trận đấu thứ tư này đã bước vào 10 giây cuối cùng. Đây là thời điểm mà các võ sĩ đều đã suy giảm rất nhiều về mặt thể lực và vẫn đã rất nỗ lực để thi đấu. Như vậy là thời gian thi đấu đã kết thúc. Một trận đấu rất hấp dẫn, rất sôi nổi giữa Ariel Puton, võ sĩ của Philippines, thi đấu góc đài xanh, và Cao Văn Nguyên, võ sĩ thi đấu góc đài đỏ của Việt Nam. Wow. Quý vị thấy trận đấu vừa rồi như thế nào hả? Chúng ta hãy cùng theo dõi lại rất đẹp mắt của Cao Văn Nguyên và Ariel Puton ở trong trận đấu thứ tư vừa rồi. Nếu như chưa có điểm knock out hoặc knock out kỹ thuật thì chúng ta sẽ phải chờ đợi số điểm đến từ các giám định của trận đấu. Đối với Ariel Puton, xin nhắc lại thành tích thi đấu chuyên nghiệp của võ sĩ người Philippines là 5 trận toàn thắng, và cả 5 trận thắng đó đều là những chiến thắng bằng knock out. Để chúng ta chờ lại xem Cao Văn Nguyên có trở thành võ sĩ đầu tiên đánh bại được Ariel Puton ở trong trận đấu chuyên nghiệp hay không. Chúng ta được không ạ? Vâng, thưa quý vị, trong tay chúng ta đây là kết quả của trận đấu đầu tiên. Chúng ta chưa đến với phần công bố kết quả. Xin được công bố kết quả. Cao Văn Nguyên đã đánh bại được đối thủ đến từ Philippines bằng điểm số sau 4 hiệp đấu rất căng thẳng và sôi nổi. Ariel Puton, võ sĩ của Philippines, sau 5 trận toàn thắng bằng knock out đã phải nhận thất bại đầu tiên ở trong thi đấu chuyên nghiệp của mình.